Ê, tướng địch kìa, nhảy vô cơm bát. Chết đi chiêu, ulti. Trời ơi, anh Phong, anh có thể nào anh giảm âm lượng nhỏ xuống chút xíu được không? Ngồi kế bên mà la lớn quá. Vậy mày chơi game thì phải la vậy chứ sao? La vừa phải thôi. Mà nãy giờ mày coi gì vậy? Em đang coi idol của em live stream kiếm tiền nè. Cái này là siêu nhân Tiga mà. Nổi tiếng bên Nhật, việc quá giặt một thời mà sau nay lên đây live stream kiếm tiền rồi. Ghét gọi đồ nổi tiếng như siêu nhân Tiga của em á, còn phải lên live stream năng tạ để kiếm từ đồng từ cắt đó anh Phong. Mà idol nổi tiếng như vậy chắc là nãy giờ kiếm được nhiều tiền lắm hả mày? Cũng được tặng hai con heo với mấy chục cây hoa hồng rồi đó. Không có khác gì với idol của anh đâu, nhìn nè. Idol của anh ai vậy? Ủa con khỉ này nhìn quen quen trời. Khỉ gì mày? Tài Thiên Đại Thánh đó. Trời. Tài Thiên Đại Thánh, Đại Náo Hiên Cung. Mà giờ lại chim chơi game luôn. Đúng rồi, chơi game hồi sớm tới bây giờ mà kiếm được có mấy cái bông hồng hả? Người ta là idol nổi tiếng mà làm ăn còn khó khăn. Rồi anh em mình thường sao sống được anh Phong? Cỡ này gần Tết rồi mà sao thấy không khí nó buồn, chán quá mày ơi. Tết hồi đó vui biết nhiều nói ha. Tới Tết nè cái đầu cô chú lì xì. Còn bây giờ lớn rồi, ai đâu mà lì xì cho mình nữa. Mà ngược lại, em còn phải lì xì cho mấy đứa nhỏ. Chưa hết đâu, là mình còn phải mua quà đi biếu nữa. Em tính sơ sơ thôi ha, là hết 2 tháng lương cuối năm của em rồi đó. Thì anh cũng có khác gì mày đâu. Tết tới, sáng mở mắt ra cái là mấy đứa cháu nó lại, nó chúc chú Phong năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài. Rồi không lẽ không lì xì cho nó để lấy lộc. Thôi kệ đi anh ơi, con cháu mình không mà. Ê, trời ơi, idol live stream chán quá. Ê, cơm bắt kìa, vô. Nó làm gì chổng hả? Rồi, hai nhỏ ở đây. Trời ơi. Trời ơi, tới giờ quay phim rồi, mấy em tôi chờ mày ngoài trước cổng. Rồi hai thằng trốn ở trong này làm gì vậy? Sắp Tết rồi, chán quá anh Vinh ơi. Em với anh Phong sớm giờ ngồi đây chia sẻ sự đời đó. Đúng rồi. Anh em tao đang dự định vô rủ hai thằng bay đi du lịch nè. Nói vậy thôi, hai thằng bay ở nhà luôn đó. Có đi thì mình đi chung chứ. Đúng sao rồi. Bỏ hai em ở lại trời. Hai anh em mình đi về sân đồ luôn. Lẹ lên. Gì mày? Anh đợi em chút xíu nha. Nói gì? Cái gì nữa? Anh Vinh, lần này á là mình đi du lịch hay là anh đi quay phim vậy? Đi quay phim mày. Trời nữa. Mỗi lần đi quay phim xa ngán nhiều lắm anh chị ơi. Đúng rồi đó, xách đồ nhiều nặng, em mệt, em ăn cơm không có vô luôn nè. Mà khoan, lần này em tính quay nội dung gì vậy? Kiếm cái hòn hoặc là cái đảo nào đó, mấy anh em mình sẽ ra ngoài đó cắm trại sinh tồn. Trời ơi. Cái gì tao nữa? Tao với mày quyết định không đi là đúng rồi đó cô tí ơi. Ở nhà khỏe hơn. Anh Phong, gì? Anh cứ ở nhà đi, để em đi quay phim chung với anh em. Hỏi tao hai câu tí. Vậy chốt lại là hai anh em mày đi hay là ở nhà? Em đi, em đi. Vậy thì cái chuyến đi lần này mày sẽ tiếp tục làm tài xế. Đúng rồi đó anh Huy. Lần này anh chịu khó lái đi cho mấy anh em ở đây yên tâm ngủ. Ủa ta, hồi nãy mày nói là mày ở nhà mà, sao giờ mày lo chuyện bao đồng của mấy anh em anh chi à? Đà là anh em thân với nhau, khó khăn cùng nhau. Nữa. Mày làm tài xế nha Quy, tao quyết định rồi. Thôi mày ơi, đằng nào đi xa có mình tao làm tài xế hết trơn á. Anh em nằm ở sao ngủ ngon lành à. Bỏ mình tao chạy mệt muốn chết luôn. Mày mệt quá. May mắn thiệt. Cuối cùng Hiền Quy cũng đã biết mệt rồi. Ủa là sao ta? Anh Quy mệt là nó mệt vui. Anh mệt á thì anh ngồi ghế sau anh ngủ đi. Lần này để em lái cho. Được không mày? Được. Cuối cùng thì cái bằng lái xe ô tô của cô Tí cũng đã có chỗ để chân. Cái bằng mày chỉ để chân thôi, không có cửa làm tài xế cho cái nhóm này, hiểu không mày? Sao? Anh nói gì kỳ vậy anh Quang? Bây giờ trong cái nhóm này nè, chỉ có em với anh Quy là có bằng lái thôi. Bây giờ hai anh em không lái á, không để anh lái. Không lẽ mày lái hả? Tao lái chứ ai lái. Ủa, mày... Không phải khoe với anh em chứ đây. Cái vụ gì? Cái bằng lái xe ô tô mới vừa lấy xong. Còn nóng rồi, không cần phải ngưỡng mộ đâu. Không. Ủa, cần. Cái này giấy căn cước công dân mà lấy lộn rồi mày. Lộn rồi, cái đồ này. Cái đồ mắc giờ. Một chút xíu đi. Tao chưa tin nó có bằng lái nữa đó. Ôi, cái bằng B2 thiệt. Đúng rồi, bằng B2 thiệt nè. Anh em coi kìa, nó cầm cái bằng lái thôi mà cái tay nó đã run như vậy rồi. Làm sao chúng ta dám đưa vô lăng cho nó chở hả? Nói thiệt đi, cái bằng này anh mua đúng không? Tao thấy cực khổ lắm mới được cái bằng như vậy. Có bằng cô Tí mua kìa. Anh mới nói gì vậy anh Quang? Sỉ nhục em đó. Cái bằng của em á là thi mấy chục lần mới đậu, nhưng nó là cái bằng thiệt. Anh có thuộc cái bảng chữ cái miếng Anh không? Sao ABC.
bằng C. Nó cao hơn cái bằng B của anh á là một bậc. Em còn không có cửa lái nè, làm sao anh lái được? Vậy thôi tao mày nghĩ lái luôn đi. Khỏi rồi. Gì kỳ á? Thôi Quy ơi, thôi Quy ơi. Tao á, tao muốn mày làm tài xế cho nhóm nha Quy. Thôi mẹ ơi, đi xa mình tao lái em buồn ngủ dữ lắm. Hey, không sao đâu. Buồn ngủ kìa Quang ơi, tối nay mày chuẩn bị cho tao 3 lít cà phê nguyên chất. Đúng tao, rồi, tao muốn vô cái bốn lít luôn mày. Trời ơi, trời tao bị bệnh tim, mày tống cho tao 3-4 lít cà phê xong tim tao đập nè. Nhảy ra ngoài luôn á. Cái gì mới mới nói gì? Bị bệnh tim. Ủa bị nào? Thì từ cái lúc mà đưa cô tí lái lần đầu tiên nó về xong tao đi khám tổng quát xong là phát hiện bị bệnh luôn à. Ủa ghét rồi sao cái tim này thằng nào nấy muốn tàn phế trên trời. Thôi vậy thôi cô tí em chở cho cô tí rồi. Đúng rồi. Em chở nha. Thằng này em chở cho anh. Thôi để tao gán tao chạy chậm chậm chứ đi đưa thằng cô tí nó chở tao đột quỵ luôn á. Rồi. Rồi bây giờ mày có quyết định là đi đâu chưa? Cầm máy đi. Đây. Lấy điện thoại ra liên hệ với anh ngư dân này coi. Anh ở ngoài đảo á. Hỏi anh coi có cái hòn hay cái đảo nhỏ nào gần đó không. Hả? Anh Giang. Alo anh nghe nè. Ở cái chỗ của anh sống á, có gần gần đó có cái hòn hay là cái đảo quan nào mà cho tụi em ra ngoài quay clip cắm trại sinh tồn không anh? Anh biết có một cái đảo, ngoài đó toàn là đá không à. Tụi em ra đó làm chi vậy? Dạ dạ. Mà cái chỗ đó đó có cá có cua gì đấy cho tụi em bắt để mà ăn không á? Chứ không thôi chết đói làm sao? Có cá nhiều đó em. Tụi em ra ngoài đó quay vlog sinh tồn là đúng bài. Đá gì? Dạ rồi. Vậy giờ tụi em soạn đồ là chạy ra đó luôn. Rồi ngày mai bắt đầu quay phim luôn đó anh ơi. Ok con tê. Rồi em cảm ơn anh nha. Đi. Thay đồ đi lẹ. Đi. Chào mọi người. Vlog lần này của team Tony Lớn sẽ là một trải nghiệm cắm trại ở đảo hoang. Chúng ta cùng nhau lên tàu thôi. Thời gian từ đây di chuyển ra đó cũng khá là xa nha các bạn. Chỗ này là hoang sơ luôn, không có người nào sống luôn nha các bạn. Nhóm lên. Nặng lắm. Trời ơi nặng quá vậy. Cắm. Ừ, nhiều. Đi ở mấy cái địa hình như thế này nè, chỉ cần các bạn trợt chân nhẹ một cái thôi là có thể chặt khớp liền. Khá là nguy hiểm nha. Rồi kéo con kia lên nữa. Chân này ngắn lắm. Rồi đi nè. Đường gập ghềnh quá. Ở đâu? Bãi đá này lên. Ok, cái bãi đá này nó láng nè anh em ơi. Khoe với mọi người, tụi mình mới sắm một cái trại mới nha. Trại này là dành cho 4-6 người ở, nó sẽ rộng hơn mấy cái trại cũ. Ví dụ như bạn cắm trại dưới đất đi thì mấy cái chân này nè bạn ghim xuống đất đúng không, còn này ở trên đá rồi sao cái chân này ghim lủng đá được. Đi kiếm mấy cục đá nhỏ nè em ơi. Rồi chuyền xuống đây nè. Được mấy cục rồi ta? 4 cục rồi hả? Gán kiếm thêm 1-2 cục gì nữa coi được không. Biển Làm lại. Kêu mày đi kiếm đá dằn cái lều, mày ở đây làm cái trò mèo gì vậy? Anh Phong, anh có nhớ câu chuyện của Tích Mặn chuối chả vàng không? Ăn khế chả vàng chứ ăn chuối gì? Alo, ăn khế chả vàng. Cái con quạ hằng đó chở người em ra bãi đá y chang vậy nè. Cái người em lượm cục đá bỏ vô túi, móc cục đá ra là cục đá biến thành cục vàng. Rồi sao? Em thấy cái bãi đá này nè nhìn y chang trong chuyện cổ tích luôn, cho nên em mới lượm mấy cục đá bỏ vô tới móc ra biết đâu nó biến thành vàng. Là lúc đó em giàu to khối làm YouTube luôn, mời mốt em chuyển nhà ra đây ở luôn Phong ơi. Bớt khùng lại, lượm đá dựng cái lều. Mày thấy trời nắng không, mày dựng nhanh cho anh vô anh nghĩ mệt nữa. Nắng cháy da hết rồi nè, thấy chưa? Thôi lượm đá đi. Đi lẹ lên. À, anh Phong, cục này bự nè. Ê nè anh ôm đi. À coi chừng kẹt tay đó. Ai thêm cục nữa đi. Thêm con cục đá thấy nhỏ mà nặng quá trời luôn. Xiết cái này xong đi rồi ông lăn cục đá ra. Kéo sát sát bên kia Quy ơi. Căng thẳng ra nè. Ok chưa Quang ơi. Thêm vài cục đá nữa Vinh ơi. Đây nè. Dằn chắc chắc nha anh em, gió mạnh dữ lắm đó. Đá 10 kg dằn lên cọng dây đỏ này là cứng khừ đó.
Rồi chui vô liều nghỉ mệt nha anh em. Hết sợ cái liều này bị gió tóc mái rồi. Quay vlog ở ngoài nắng á, nó mau kiệt sức lắm các bạn. Nên giờ vô mát nghỉ mệt khoảng tầm 5 phút thì mình và cu tí sẽ lên rừng hái mấy trái dứa gai quay phim cho mọi người coi ha. Vậy mình quay với thằng Phong ra biển bắt cá nha các bạn. Sẵn mình bắt mấy con cua đá luôn. Hồi nãy đi vô tôi thấy cua đá bò nhóc hết trơn luôn á. Đưa đục mấy con hào sữa luôn. Hồi nãy quan sát thấy một đống mấy con hào nhỏ nhỏ màu trắng, nó bám ở dưới mấy cục đá nó ngầm dưới biển rồi, thấy không? Ok, có đem cây khò luôn. Có cây khò luôn, được rồi. Đủ hết. Đưa tao thùng nước đá uống miếng. Rồi, vô uống cái nước liền đây. Khát quá. Nước liền rồi. Mấy anh em mình chia việc nhau ra nha các bạn. Rồi uống lẹ lẹ đi tới tao. Chiều uống có ăn hả? Dạ. Uống nhanh đi Vinh. Anh em tao khát lắm rồi. Gì vậy? Có một thùng nước đá sao mấy anh em mày uống không chừa nhau vậy chăng vậy? Tao chưa có uống miếng nào hết trơn á. Em cũng không có uống nữa. Không uống sao nó hết. Mày uống hả Quang? Mày nhìn tao gì, tao có uống giọt nào đâu. Là em uống hết đó. Hồi nãy em lụm mấy cục đá dằn lều, mệt quá rồi em uống hết nước luôn. Thì ra là mày là thủ phạm đó hả? Ừ. Che camera lại đi, che camera lại. Mày hỏi ai vậy? Uống mày không sợ anh em. Không sợ gì đâu hả? Chưa ra miệng đối luôn đây. Anh em mình vô sâu trong rừng kiếm coi trái gì ăn không? Ê! Cẩn thận nghe anh Vinh. Trời ơi em lo em đi em ơi, đừng lo cho anh. Sao? Có trái dứa này mày. Chặt đi Vinh. Nè nè. À, nó vàng khè, nó chín rồi kìa anh Vinh ơi. Hái đi. Không có dội. Để em coi mấy cây dứa xung quanh còn trái nào chín nữa không. Trái dứa gần nè. Tí ơi em chụp luôn đi. Đây 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 đây. Em có túi không? Có. Anh hãy xuống đây em vô hế rồi nè. Chấp. Ây da. Nó gớt xuống biển luôn anh Vinh ơi. Thôi anh em mình vô gần kiếm trái khác ăn cũng được mà. Ôi da. Thằng vô vô. Chán quá các bạn ơi. Câu nãy giờ không dính con nào hết trơn á. Sẵn đây á, mình cũng chia sẻ một ít kinh nghiệm là mình câu cá biển á là phải dùng mồi bạch tuộc, mực hoặc là mấy con tôm nhỏ nhỏ á. Mấy cá biển thích mấy cái mồi đó lắm. Ê Phong ơi. Gì vậy anh Quang? Vinh cá. Hả? Vinh cá. Vinh cá hả? Cá gì anh đen vậy? Cá mú. À, cá mú chà bá luôn nè các bạn ơi. Vô rồi. Cá này là có giá trị dữ lắm nha. Mấy nhà hàng tao bán là mấy trăm nghìn ký luôn đó. Dở ra đi. Mở ra cái. Bữa trưa mình muốn đi câu cá là phải câu ngay chỗ mấy cái kẹt đá nè. Tại trưa nắng cá nó chui vô đó nó trốn. À nó tập trung nhiều đó hả? Đúng rồi. Nó móc vô cái mỏ cứng quá nè các bạn ơi. Rồi. Dạ, cũng mệt luôn. Được một con đầu rồi, tiên. Rồi, có đồ ăn rồi. Bỏ vô. Đó. Đi câu tiếp. Đi qua đây câu tiếp đi các bạn. Em sợ rắn quá anh Vinh ơi. Mẹ mà, đang lên rừng mày nói chuyện xui xẻo hoài mày. Hả? À. Hả? Cái gì vậy? Ôi, xúc cán dao rồi anh Vinh ơi. Mày, thằng ơi này. Thằng ơi xúc cán dao rồi mày lụm mày gắn vô từ từ. Rồi, cái dao hư dữ rồi. Nó làm hết hồn thương thu gặm gắn của mang. Từ từ nha. Đang lên rừng. Đi kỹ kỹ nha. Chai gai không đó. Trời đất ơi. Mấy cái chai gai này đi mà không quan sát kỹ á, nó quẹt vô con mắt cái là đuôi mắt liền á. Rồi đi. Ê, nãy giờ tụi mình đi lên rừng thấy có một số trái dại cái màu sắc nó cũng rất là đẹp các bạn. Nhưng mà không có biết là ăn được hay không. Ví dụ như ở đây nè. Đây hái cho bạn coi. À, thấy cái màu sắc nó đẹp không? Ở đây nữa nè. Đây. Đó. Bạn nào biết trái này trái gì và ăn được hay không á. Các bạn để lại bình luận phía bên dưới cho anh em mình có thêm kiến thức nha các bạn. Ừ. Ê Cụ Tí ơi. Hả? Bây giờ mày có muốn biết trái này ăn được không? Sao? Mày ăn thử đi. Tôi đâu được. Sao anh không ăn đi anh kia em ăn? Mày hay quá. Giờ nè. Anh ăn cái lỡ anh chết thì gì đó ai trả tiền lương cho mày đúng không? Thả giờ nè mày ăn đi mày thử nghiệm xong cái lỡ mày có nhập viện hay gì đó thì anh Vinh trả tiền viện cho đúng không em? Ờ đúng rồi ha. Ăn đi. Ừ sao gì ơi đâu được lỡ như em ăn vô em nhập viện anh có trả lương em cũng đâu có xài được đâu. Cô Tí năm nay thông minh khôn lên dữ ha. Hết vụ đó được rồi. Ê anh Vinh ơi ở đây có tổ chim nè. Đâu con chim nào chả không? Nó đi rồi anh ơi. Trời ơi, ổ chim mà nó cũ lắm rồi các bạn ơi. Ừ. Đây nè, còn gì nữa một đâu. Hiểu rồi. Đi đi. Đi đi anh ơi. Đem đi trước giờ mấy anh em mình á đi lên trên này mục đích là hái mấy trái dứa gai. Ừ. Nhưng mà không có gặp có trái dứa nào hết trơn. Toàn là gặp mấy cây dừa không à mày. Ơi, vậy mình bẻ dừa. Cây dừa ở đây cao hơn trên đất liền của mình dữ lắm nha. Các bạn nhìn cả cây nào cái nấy nó cao ngời ngợi vậy mày leo được không đó? Được, đem leo cho.
Sao rồi cô Tế ơi, sao em kẹt ở đó hoài vậy? Giờ em leo lên hết nổi rồi anh Vinh ơi. Thì leo lên không nổi, leo xuống đi. Không có ổn rồi anh Vinh ơi. Bây giờ em leo lên cũng không còn sức, mà em tuột xuống cũng không nổi nữa. Hả? Anh Vinh ơi đừng có giỡn nữa, tìm cách đưa em xuống nè. À, mệt quá. Quá trời dừa luôn các bạn ơi. Tụi mình chỉ lựa mấy trái dừa nào mà có nước để uống thôi nha. Còn mấy trái nào khô không có nước thì bỏ lại. Tại vì mình ở trên cây á, mình hái đại thôi các bạn, chứ đâu biết trái nào khô, trái nào nước đâu. Thà đem xuống dưới này rồi cầm lên trái nào nặng á, nó còn nước thì tụi mình sẽ đem đi về chạy nha. Trái rồi, này có nước nè. Một trái. Trái này có nước nè, nhìn cái màu là biết liền không? Đúng rồi. Hai trái nè. Ba trái nè. Bốn trái nè. Con cá lội tới lội lui nghĩa mồi mà không ăn ta. Tức thiệt chứ. Kìa kìa, nó lội xung quanh cục mồi hoài à. Này có cục đá nè, chết mày với tao. Đâu rồi, đâu rồi? Mày lũ ra đây rồi. Lũ ra đây với tao. Chết mày. Cho mày chết dưới luôn đi, bỏ ghét. Hồi nãy thấy con cá bự chà bá luôn các bạn. Thả mồi xuống giật mà nó mạnh quá, kéo gãy cái con câu luôn, rồi đứt cái lưỡi. Bây giờ phải chế lại, buộc dây câu vô đây nè, mình lấy cây này mình câu luôn. Đó. Đây lưỡi tóm vô. Con cá mú nó mới vừa chạy qua đây nè các bạn ơi. Giờ mình qua đây đón đầu thả câu xuống dưới luôn nha. Hả? Rồi. Các bạn thấy cái hốc nhỏ xíu vậy thôi, chứ con cá nằm dưới á thì dưới đó nó rộng lắm. Cái chân anh dài hơn mày đó, mày lo cho anh. Ôi, chiến dừa cuối cùng. 7-8 trái. Anh em hái dừa chỗ nào mà nhiều dữ vậy? Trên rừng á. Ủa, đã dữ vậy trời. Đi kiếm dứa gai không có mà toàn là có dừa không à. Đây, cây chê gai nó quẹt tao. Tao mới chặt được trái nè, hai anh em uống rồi ngon không? Đây, rồi hai thằng kia đâu rồi? Hai thằng kia đi câu cá dưới bãi đá nè. Nãy giờ không biết dính được nhiêu con nữa. Vậy chặt hai trái để đi. Ừ, để tao nó chặt nè. Hai thằng kia nó lên nó uống. Ê, dưới đây có cái hang gì nè bay. Vịnh vịnh trái dừa leo xuống đây thử. Đây, không chừng dưới đây nó còn mát hơn chân liều mình á. Coi nguy hiểm lắm đó. Để em vịnh trên dưới đây. Thôi nè, tao hết xà đơn luôn nè. Hay dữ trời. Có sao không anh Vinh? Không sao đâu, què chân thôi. Trời à, câu nãy giờ không dính con nào chân trời. Nãy giờ 15 phút rồi đó, ngồi ngáp không à, không có dính con nữa trời. Không buồn đi chứ. Né đi coi chạy. Ê, ê, nó giật kìa, nó giật cái gì kìa. Hả? Kìa. Ê, đau đau nặng nè. Vinh rồi các bạn ơi. Cá gì bự dữ vậy? Không biết nữa. Là cá màu ếch, cá màng ếch hay là cá cốc sạo. Kích thước tối đa của loài này có thể đạt đến 30cm. Cẩn trọng khi bắt cá vì gai lưng của loài này có độc, có thể gây đau buốt và dị ứng. Chúng có thể phát ra âm thanh giống ếch khi bị bắt lên bờ. Dính con cá nè các bạn. Cá gì chà bá luôn. Cá đầu tiên luôn nghe các bạn. Rồi, cẩn thận cẩn thận. Rồi, gỡ giùm em đi. Hồi nãy thấy mấy hào đá nó đu mấy khe này nhiều lắm nè. Nhóc chân luôn. Ê, con này bự nè. Coi. Sức rồi. Đem lên xịt bù tạc vô ăn liền coi. À, được rồi, nhiều quá cay. Ngọt. Đục con khác ha. Đã quá. Ở đây có một con ốc mắt ngọc. Mày ha bưởi. À, được một con nữa. Ây da. Ơi, được ốc nè. Ôi ôi, ốc mắt ngọc chà bá luôn. Gọi vô. Ê, phong phong phong. Cá rồi. À. Dính một con nữa nè các bạn ơi. Cá này màu gì đẹp quá nè. Rồi đem vô, đem vô. Đây. Rồi, bỏ vô. Ừ, gỡ câu đi. Đây. Được thêm con nữa nha các bạn. Ê, nó nhảy kìa. Ui, ê, chụp chụp. Chụp chụp. Chặn nó xuống biển là nghỉ ăn á. Đây, đây, đây. Bỏ vô. Vô đây mà nhảy. Ê, ê, cẩn thận mới được, té. Quá trời nhiều luôn rồi. Chiếc này no rồi. Anh Vinh ơi, anh Vinh. Ơi, bỏ đi, giờ này chặt dừa gì nữa. Heo em đục hào ăn nè. Hào, nhiều không? Nhiều. Mày có ăn thử chưa? Ăn thử rồi, ngon dữ lắm. Ê, ngon, đi ra, đi ra. Lẹ lên anh ơi. Bỏ đi. Đi, 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 đi. Mấy con hào nó nhỏ nhỏ mà ngon lắm anh Vinh. Đó. Ừ. Vậy đó, đó đâu. Đó đâu. Ở dưới vách đá này nè anh Vinh. Cái áo lên trên bờ luôn. Ai? Đó. Xuống đi anh. Dao vách đá nè.
Đồ nghề mày nãy giờ hả? Để em xuống em quay chứ. Ủa Hào đâu chạy? Đây nè anh Vinh, đây nè, đây nè. Đó. Một con ăn này luôn Vinh ơi. Từ từ đừng có giỏi, từ từ đục nhiều nhiều đem lên cho anh em ăn với. Ê cái con này nữa nè cô Tý, anh đục con này luôn nha cô Tý. Đâu con nào? Ở dưới mặt nước nè, hơi khó quay phim chút. Không thấy. Rồi anh đục đi. Rồi. Anh em đang làm gì vậy? Đục hào, đục hào. Lấy con đó cho anh Quy ăn luôn. Rồi mày trên bờ đi, đừng có xuống. Nè. Lấy mấy cái con mới đục đó cho anh Quy nó ăn đi. Quá, để ăn thử thôi. Để em chặt anh ăn đi anh Vinh ơi. Hồi nãy em ăn nhiều lắm rồi. Con nào đâu đưa đây anh thử trước đây. Con này mập phù lù luôn. Đây. Nó nồng. Xịt cho em miếng mù tạt đi em ăn ngay. Ít thôi. Rồi ăn đi. Ít gì ít sao ăn ngon được, ăn hết cái vô cho tao. Ngó xung quanh còn cua nào nữa không? Sáng giờ bắt 5-7 con gì vậy? Chiều nay cho mấy nó ăn ngán luôn. Củi nhóc chân nè anh Huy ơi. Em kiếm đâu nhanh vậy cô Tý? Đống củi này anh chưa chặt xong nữa là em kiếm về đống khác rồi. Mình cắm trại kế bên bìa gần mà. Em lên chợ anh kiếm một chút xíu là nhóc củi rồi. Ôi, con cua này nó ơi, con cua đá nó bự kìa. Trời, thôi, đi. Con này là con gì anh? Con Hào Hương hồi chiều anh đục ở đằng nẵng á, đằng ghe đó. Cảm ơn anh Giang. Con như vậy chế biến thành phẩm ở Hòn á thì 35.000. Rồi để nắp lại anh Giang ơi. Rồi xỏ nghe, mỗi thằng nướng 2 con nha, Phong nè. Rồi, đây. Cho nó nhanh. Một thằng một con biết chừng nào mà xong. Quy có chưa? Tôi còn với. Cá nó bự hơn cá. Chở đều đều nha, lửa lớn là nó khét con cá đó trời. Chở đều anh Phong. Chở cá em Phong ơi, cá em mắc tiền nhất luôn đó. Cua chín này Vinh ơi, mày giảm ớt xong chưa? Xong rồi anh ơi. Dạ anh em ơi. Đây. Chín rồi anh tắt lửa anh dở nắp ra đi. Để anh tắt lửa cho mày dở nắp đi. Sao sao hấp dẫn không? Thử con đi. Ngon. Đâu mày ăn thử càng cua đá hay Vinh? Ủa cái càng đâu chạy? Cái càng rụng dưới này nè. Đưa em đi. Trời đất ơi, càng nó thấy mập dưới à. Coi bộ thịt nhiều à. Anh có chuẩn bị cục đá cho mày nè. Trời ơi, ai đâu mà ăn cua lấy đá đập anh ơi. Nghe lời anh lấy đá đập đi em. Thôi em lấy cái răng em mà đủ sức bẻ nát cái càng này rồi. Ủa mày phun cái gì vậy anh? Em mới phun cái răng của em ra đó. Trời ơi. Biết làm sao nó tên cua đá rồi. Chăm Huy ơi. Chở con cá đều đều, coi chừng nó khét kìa mấy đại ca. Rồi rồi. Ê, cái con cá của em con cá gì mà màu hồng đẹp như cua Tý? Em còn biết nữa. Ủa sao em không lấy răng cắn cái càng con cua nữa đi, lấy đá đập rồi. Thằng ơi hồi nãy cắn mới có cái càng không mẻ cái răng rồi, giờ cắn gì nữa anh? Lấy đá cắn ăn cho hết nha mày. Mấy con cua này ban ngày tao bắt khó dữ lắm luôn á. Có ban đêm á, bắt nó rất là dễ. Mình chỉ cần lấy cái đèn pin nè, rọi thẳng vô mắt của nó. Lúc đó nó sẽ bị chón, nó bò rất là chậm nha. Đi nhẹ nhẹ lại, chụp một cái là dính. Thì y như hồi nãy tao mày pha đèn pin bắt nó đó chứ vậy. Đúng rồi đó, dễ dữ lắm. Nè mày ăn thử Hào Hương này coi cô Tý. Rồi đã vậy. Tính ra Hào bám ngoài bãi đá này nhiều vui lắm nha anh em. Còn mấy Hào Hương mà bự như vậy nè các bạn, là anh Giang á phải lặn sâu xuống đáy biển 30 mét đục mới có nha. 3 mét à. Có 3 mét à. Nó nói thêm nó bớt 30 mét. Mấy con Hào á nó đeo mấy cái vách đá đứng yên có một chỗ à. Mình chỉ cần lại đụng cái là bắt được nó rồi. Có ở đâu hấp dẫn. Đi câu cá mới gọi là cảm giác chinh phục nè. Đúng rồi à. Chưa. Tôi giật lên được con cá hơn 3 ngón tay. Cá mú. Ừ. Bắt được con cá mú có 3 ngón tay à. Cái loại cá bán hơn 100.000 ký à.
sao mà so sánh được với con cá mặt ếch hơn 700 ngàn ký của em được. Mặt ếch, con cá mặt ếch nè. Cá mặt ếch. Anh Giang, em thấy anh đi theo quay vlog cũng vui nè. Mai mốt như là tụi em có ý tưởng như là quay trốn tìm ngoài đảo gì vậy, tụi em liên hệ anh đi theo quay phim chung cho vui nha. Đúng rồi đó. Thôi đi, anh sợ lắm rồi. Anh còn về với vợ với con anh nữa. Chứ mấy đứa nghĩ coi, hồi sáng ra ngoài cái đảo này để mà quay phim đó, anh tính đâu mấy đứa quay vài ba tiếng đồng hồ vô, ai ngờ mấy đứa quay tới nửa đêm luôn. Thằng ơi, ráng đi anh ơi, còn khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ nữa tới sáng rồi mấy anh em mình đi vô bờ. Hồi chiều tới giờ là anh cũng mệt mỏi lắm rồi, anh nhớ vợ nhớ con quá anh về. Trời ơi, cái gì đây trời? Mới đi chưa được ngày nữa nhớ vợ con rồi. Đúng rồi. Kiện cô Tý. Mày có vậy không cô Tý? Không có nha. Rồi, thôi thì nếu mà mọi người thích những cái vlog trải nghiệm như thế này thì mọi người hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và hãy tạo động lực cho team mình bằng hình thức bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên nha các bạn. Và chúc mọi người xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo. Bye bye. Chào các bạn. Thì vào cuối video này, mình có một tin tức cực kỳ vui dành đến cho những bạn fan lâu năm của kênh Tony TV đây. Trên tay của mình là một phần quà đặc biệt, và chúng sẽ được gửi bán đến cho những bạn fan rất đặc biệt trong một cái dịp cực kỳ đặc biệt. Cái gì mà nhiều chữ đặc biệt chứ anh Vinh? Mẹ đây làm gì? Anh nhờ mày vệ sinh mấy ống kính camera mày làm xong chưa? Em làm xong rồi. Làm xong rồi đi chỗ khác chơi đi. Rảnh nữa kiếm chuyện khác làm. Đừng có ở đây quậy anh nha. Tại sao lại gọi nó là món quà đặc biệt? Bởi vì cái con thú nhỏ bông này là anh Vinh đã có một dịp đi du lịch sang Trung Quốc và vào một siêu thị rất là lớn phải tuyển ra hàng trăm con thú nhỏ bông khác thì mới chọn em này, bởi vì nó quá đẹp. Điều đặc biệt thứ hai là trong phần quà này anh Vinh đã dành tình cảm để viết lên từng chữ ký lên đây. Trong phần quà này còn có một tấm hình có mặt đầy đủ của tất cả thành viên team Tony vào thời điểm hiện tại. Và tại sao lại gọi là món quà này sẽ được bán đến cho những bạn fan đặc biệt? Bởi vì kênh của mình đã gần 10 triệu người đăng ký, trong khi cái số lượng phần quà này bán ra chỉ có 30 phần thôi. Cho nên các bạn phải may mắn và nhanh tay thì mới sở hữu nó được. Chúng chỉ được bán trong dịp đặc biệt, là sao? Năm nay năm gì? Năm Giáp Hình. Con này con gì? Này là con rồng. À, em hiểu sao nó đặc biệt rồi. Mà mình muốn mua mấy phần quà này phải làm sao Vinh? Thì thời gian tới chúng sẽ được bày và bán ở quán nước Mèo Ngố, địa chỉ phía bên dưới đây. Cho nên những bạn nào nhanh tay thì hãy mua để sở hữu nó nha các bạn. Giờ thì chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Bye bye và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.